hôm nay chúng ta sẽ tham quan căn 3 phòng ngủ nằm ở vị trí góc nhé. Khi mở cửa ra thì được tủ giày che chắn, phòng khách khá rộng rãi và thoáng đãng với trần cao 3m2, cao hơn những dự án khác. Tất cả các phòng đều có view thoáng, đẹp, hướng về lên mạc 81, rất đẹp và lung linh. Bây giờ, chúng ta sẽ đi xem từng phòng của căn hộ này nha. Nhớ để ý xem có gì đặc biệt không nha. Phòng ngủ 1 cũng có view hướng về lên mạc 81. Nhưng mọi người thấy, cửa sổ rất là rộng, full kính ngang, giúp ta tăng trải nghiệm về view và ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ và được bàn giao tủ quần áo và máy lạnh âm trần. Đi sang phòng ngủ thứ hai, trần nhà khá cao khiến cho căn nhà khá thoáng và chúng ta đón được nhiều gió hơn. Bây giờ, ta sẽ tham quan căn phòng rộng nhất và đẹp nhất của ngôi nhà. Đó là phòng ngủ master, vẫn với một cửa sổ rộng, thoáng, giúp cho ta đón được gió và ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, lớp kính này có thể cách nhiệt và cách âm rất tốt. Tủ quần áo lớn, hình chữ L, từ sàn đến trần. Phòng tắm rất đẹp và tinh tế, với tủ gương, hệ thống ánh sáng và đá marble được lát khắp phòng, tông màu và chất liệu rất sang trọng. Bồn tắm thương hiệu Axor. Điểm nhấn đặc biệt của mỗi căn hộ The Mark là màn hình gương thông minh, sử dụng công nghệ Smart Home. Khi vắng nhà, chủ nhân có thể điều khiển đèn, rèm và máy lạnh. Vì gương đối diện bếp nên có thể vừa nấu ăn, vừa nghe nhạc. Đi vào gian bếp là hệ thống bếp ướt và bếp khô kết hợp, có cửa kính và cửa gỗ giúp ngăn mùi từ bếp ra ngoài. Vòi rửa và bồn rửa Hansgrohe. Các thiết bị bếp đến từ thương hiệu Cooper Boss của Đức rất là cao cấp. Tường nhà bếp được ốp đá marble, sạch sẽ, sang trọng, tinh tế. Khu giặt phơi có cửa sổ thoáng đãng và có thêm nhà vệ sinh thứ ba khá tiện lợi. Vậy là chúng ta đã xem xong căn 3 phòng ngủ. Chúng ta hãy nhìn lại xem layout này có gì đặc biệt. 108m2 mà có đến 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng kho, 1 lô gia, gian bếp rộng và tất cả các phòng đều view hướng về lên mạc 81. Căn 3 phòng ngủ đang được một chính sách rất tốt, được tặng gói nội thất 3 tỷ, chỗ đậu xe hơi, miễn phí 3 năm phí quản lý và nhiều chương trình khuyến mại khác từ 2-3%. Tất cả những khuyến mãi này đều được trừ vào giá bán. Theo bạn, căn hộ này có giá bao nhiêu? Hãy để lại comment bên dưới nhé. The Mark, cuộc sống sang trọng tinh tế tại một địa chỉ danh giá.